Xin chào các em, ở trong video này anh sẽ sửa chi tiết chapter số 96 dành cho các em nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Câu số 1 thì anh tính tích phân từ 0 tới 3 thì nó chính là tích phân từ 0 tới 1 cộng cho tích phân từ 1 tới 3 và nó là 8. Nó là 8 đúng không? Tích phân 0,3 này là bằng tích phân 0,1 cộng tích phân 1,3 cho nên này là 8. Tại vì này 2 này 6 mà, này 2 này 6. Câu số 6, ủa câu số 2. Câu số 2 là bây giờ anh sẽ đi tính tích phân từ 0 tới 1 và tính tìm tham số mở thôi. Nhưng mà họ ra bài này mình con được, đúng không? Mà mình con được mình nên con. Anh có tích phân từ 0 tới 1 của 3x mũ 3. 3x bình cộng cho 1 trừ 2m x cộng 2m dx nó sẽ bằng, kèm có đồng ý nhanh là nó sẽ bằng f lớn 1 trừ cho f lớn 0 đúng không? F lớn 1 trừ f lớn 0 là nó bằng trừ 6 em, nó bằng trừ 6. Ở đây các em có hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ lấy cái nguyên hàm này mình thấy cận mình tìm m. Hai là mình call từng giá trị m. Ở đây anh call nha. Hiểu không? Tại vì nó có m sẵn rồi. 3x bình cộng cho 1 trừ 2m, 1 trừ 2a nha, x cộng 2m là 1 cộng 2a bằng được 0 tới 1 trừ 6 chuyển qua cộng 6 nha em. Bây giờ mình con thôi, x thì kệ nó đi, quan trọng là cái m này nè, trừ 52 bằng 5 không được, 15 phần 2 không được luôn, trừ 15 là không phải không, là C. Tiếp tục là câu 3 thì anh sẽ tách nó ra. Cái này là anh tách ra được là 2020 tích phân từ 0 tới pi chia 2 của fx cộng tích phân từ 0 tới pi chia 2 của sin 2x này đi x, này đi x đúng không, bằng 2021. Cho nên mình có cái tích phân từ 0 tới pi chia 2 của fx nó chính là 2021 trừ lại tích phân này chia 2020. 2021 trừ lại tích phân của sin 2x từ 0 tới pi chia 2 chia cho 2020 đúng không, là nó ra màu. Câu B. Câu 4, một câu phương trình vi phân. Bây giờ anh sẽ ghi lại theo dạng trình vi phân nè. Cái phương trình này nó là y phẩy cộng cho 2x nhân y bằng e mũ trừ x bình đúng không? Vậy bây giờ anh sẽ lấy màu mực xanh lá cây anh lấy nha. E mũ nguyên hàm của 2x, mình đang cần cái 2x này nè. Dx nó sẽ bằng e mũ x bình đúng không? Tại vì nguyên hàm của 2x là x bình. Vậy giờ theo cái công thức phương trình vi phân đó, là mình sẽ nhân hai với cho e mũ x bình rồi mình ép tích đạo hàm, mình ép tích đạo hàm. Mình sẽ suy ra được là tương đương đi, nhưng mà suy ra tại mình nhân hai vế mà, e mũ x bình nhân y phẩy cộng cho 2x nhân e mũ x bình nhân y bằng e mũ x bình nhân e mũ trừ x bình là 1. Mà cái này á là các em có thể ép cái tích mà nó nói rồi đúng không? Nó nói rồi, nó chính là y nhân e mũ x bình tất cả đạo hàm. Đứa nào mà quên cái này lật lại cái bài phương trình vi phân coi nha, phương trình vi phân. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nguyên hàm hai vế đúng không? Mình sẽ lấy nguyên hàm hai vế, nguyên hàm của cái này là ra y nhân e mũ x bình. Còn nguyên hàm của 1 dx. Nguyên hàm này thì mắc dấu đạo hàm các em, cho nên anh có là y nhân e mũ x bình bằng x cộng c. Mà người ta cho f0 bằng 0 tức là x bằng 0, y bằng 0, x bằng 0, y bằng 0 là c bằng 1. No. C bằng 0. C bằng 0 các em. X bằng 0, y bằng 0 nè, f0 bằng 0 là x bằng 0, y bằng 0 thì c bằng 0. Mà c bằng 0 thì tương đương em có là y bằng x
chia em mà muốn x bình, mà người ta kêu em tính y mấy, y một, y một thì mình kết luận là một phần e nha em, y một một phần e là d. Con này mình từng làm rồi, mình từng làm nó chắc sơ số 87 rồi. Giờ tới câu số 5, câu số 5 thì đẳng phụ thôi, số 5 đẳng phụ, câu này đơn giản em. Rồi đẳng phụ như nào? Ở đây á, anh sẽ đặt u, anh sẽ đặt t đi, đặt t bằng 2 sin mình x cộng 3 tương đương là dt bằng 4 sin x cos x đúng không? Dx 4 sin cos mình đổi ra là 2 sin, 2 sin cos là sin 2x đúng không? Cho nên cái này là tương đương dt bằng 2 sin 2x dx. Rồi bây giờ mình thế vô thôi. Cái này anh đặt là chữ y nha. Chữ y nó sẽ bằng gì? 1 phần 2 tích phân. Đổi cận. Khi x bằng 0 thì t bằng 3. Khi x bằng bi chia 2 t bằng 5. Từ của ft dt. Rồi. Cái này chính là 1 phần 2 nhân cho. Bây giờ tích phân 3 5 là em không thấy này chạy ngang số 4 rồi mới tách ra. Tại vì từ 3 tới 5 nó có hai cái cung khác nhau. Tích phân là tích phân không liên tục. Tức là cái hàm của em á, một cái hàm sơ cấp nó liên lục tục, nhưng mà nó gấp lại ra một cái hàm cao cấp là hàm liên tục. Thì bây giờ mình phải tách ra hàm hai, một cái là 3, một cái là 34, một cái là 45. Rồi bây giờ nhìn cái điều kiện hàm liên tục nè. Tích phân 34 là nhón 4 đúng không? Cho nên tích phân 34 là lấy cái dưới này nè. 1 phần 4 x mũ 3 trừ x bình cộng x dx. Tích phân 45, tích phân 45 là lấy trên đúng không? 45 mà lớn 4 là 2x trừ 4 dx. Bây giờ việc của chúng ta là chúng ta thế vô đây rồi chúng ta bấm máy thôi. Ta thấy đây chúng ta bấm máy 1 phần 4 x mũ 3 trừ x bình cộng x đúng không? Căn từ 3 tới 4 cộng cho tích phân 2x trừ 4 căn từ 4 tới 5. Nó ra được 341 phần 96 các em, cho nên đáp án là của D đúng không? Đáp án là D. Rồi tiếp câu 6, câu số 6 là viết phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB. Ủa cái này quen quá vậy, cái này làm rồi. 1 cộng trừ 1 là 0, 2 cộng trừ 2 cộng 4 chia 2 là 1, trừ 3 cộng 1 chia 2 là trừ 1. Bây giờ vectơ chỉ phương là mấy? 1 1 trừ 1 2, 1 trừ 1 2 là mình loại câu A đi. Mà nó lấy cái điểm này biết thì chỉ có thể là câu BC thôi, câu C. Câu 7, phương trình trắng, anh ghi phương trình trắng này chứ nha. Mình có này là x đúng không? Này là y. Này là z, cho nên mình có là x chia âm 3 cộng y chia âm 2 cộng z chia 1 bằng 1. Rồi mình nhân hai vế cho âm 6 là 2x cộng 3y trừ 6z bằng trừ 6. Cho nên mình có phương trình là 2x cộng 3y trừ 6z cộng 6 bằng 0. Từ đây chúng ta có A bằng 2, B bằng 3 và C bằng 6. Cho nên A cộng B cộng C là ra 12 nha. What happening? A cộng B cộng C hả? A cộng B trừ C ra trừ 1 là C. Tôi lộn, tôi nhìn lộn thôi. Tôi tưởng cộng lại. Rồi, câu 7 xong. Tới câu 8. Show câu 8. Bây giờ mình lấy hình chiếu xuống chỗ OX á. Mình lấy cái hình chiếu của cái điểm M nè xuống chỗ OX. OX ở quay nghe. Vậy là anh gọi M1 đi. M1 số OX thì là 100. M2 số OY thì nó là 020 đúng không? Tại vì số OX là chỉ khuyết YZ. Còn số OY là khuyết YZ. Bây giờ người ta kêu tính vectơ M1, M2 thì mình tính thôi. Vectơ M1, M2 nó chính là tọa độ trừ 1, 2, 0. Trừ 1, 2, 0 ấy. Trừ 1, 2, 0 là câu B, câu B đó.
Câu số 9. Hình chiếu mà phải lên mặt OIZ. OIZ là khuyết X. Mà khuyết X thì là này, này bằng không. Rồi, 0 trừ 2 1. 0 trừ 2 1 là C. Câu 10. Tìm M đi, cái này là phương trình cầu thì chúng ta phải tìm tâm chứ. Tọa độ tâm chứ. Tâm của này là 1 1 2. Từ đây chúng ta suy ra được bán kính AG là căn của một bình cộng một bình cộng hai bình trừ M, và cái bán kính này phải lớn không thì nó mới đảm bảo con quỷ này là cầu. Cho nên mình sẽ bình phương vế lên là 6 trừ M lớn không. Cho nên M nhỏ hơn 6. M nhỏ hơn 6 là D các em. M nhỏ hơn 6 là D. Rồi, đó là toàn bộ lời giải của anh ở chapter số 96. Hẹn gặp lại các em ở chapter số 97. Bye bye, tạm biệt. Chúc các em học tốt nha. Never stop, đừng dừng lại. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và đừng có nản chí khi mà mình điểm thấp. Mình điểm thấp vậy mà mình nên đáng mừng đi. Tại vì cái đó là cái lời cảnh báo của anh đối với em. Nếu như em cố tình tránh né những cái lỗ hổng kiến thức của mình hoài, thì dần dần á, em sẽ không thể nào đối diện với thực tại, là em sẽ... Cái nhiệm vụ của mình á, là mỗi ngày mình nhìn vào cái thực tại đó, và mình đối diện với cái phần lỗ hổng kiến thức của mình, mà mình vá nó lại. Chứ không phải là mình ngồi mình than thở. Than thở nó chẳng giúp được cái gì cả. Nha, rồi tạm biệt. Bye bye.